Thụy Sĩ, nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa đa dạng, là một điểm đến lý tưởng cho du khách từ khắp nơi. Tuy nhiên, với công dân Việt Nam, việc đến Thụy Sĩ cần chuẩn bị hồ sơ xin visa đầy đủ và đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu từ phía lãnh sự quán, trong đó bao gồm hồ sơ chứng minh nhân thân. Trước tiên, hồ sơ nhân thân là nền tảng quan trọng khi xin visa. Bạn sẽ cần bản gốc và bản sao công chứng của chứng minh thư hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu gồm tất cả các trang và giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân. Nếu có con dưới tuổi vị thành niên, hãy chuẩn bị thêm giấy khai sinh của cấp huyện, chứng minh nghề nghiệp. Để tăng tính thuyết phục khi xin visa Thụy Sĩ, hồ sơ chứng minh nghề nghiệp là yếu tố quan trọng giúp xác minh bạn có mục đích rõ ràng lưu trú hợp pháp. Để chứng minh nghề nghiệp, bạn sẽ cần đặt giấy tờ sau. Nếu bạn là nhân viên, công chức cần hợp đồng lao động, đơn bổ nhiệm hoặc tuyển dụng, bảng lương 3 tháng gần nhất và đơn xin nghỉ phép có xác nhận từ phía công ty. Trường hợp là doanh nghiệp xin visa, cần có giấy phép kinh doanh, hóa đơn nộp thuế 3 tháng và giấy xác nhận số dư tài khoản. Nếu bạn là sinh viên hoặc học sinh cần thẻ sinh viên và đơn xin nghỉ có xác nhận từ trường. Còn nếu bạn là người nghỉ hưu, cần có sổ hưu trí công chứng tại nơi cư trú. Chứng minh tài chính. Chứng minh tài chính là bước cần thiết để đảm bảo bạn có đủ khả năng tài chính trong suốt thời gian lưu trú tại Thụy Sĩ. Chuẩn bị hồ sơ tài chính càng rõ ràng và minh bạch càng giúp bạn tăng cơ hội đậu visa. Hồ sơ nên có sổ tiết kiệm gốc với số dư ít nhất 10.000 đô, sổ nên gửi với thời hạn từ 1 đến 3 tháng hoặc hơn, sổ đỏ, giấy tờ sở hữu xe hoặc bất kỳ tài sản nào nếu có. Những giấy tờ này cần được dịch và công chứng đầy đủ để đảm bảo tính hợp lệ. Xin visa Thụy Sĩ có thể khá phức tạp, nhưng có dịch vụ chọn gói tại lữ hành Việt Nam, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng, cùng quy trình 4 bước rõ ràng. Đầu tiên, bạn hãy liên hệ lữ hành Việt Nam để được tư vấn giấy tờ và lệ phí. Chúng tôi sẽ đánh giá hồ sơ chi tiết để tăng cơ hội đậu. Sau đó, hoàn thiện hồ sơ và nộp lên đại sứ quán Thụy Sĩ. Cuối cùng, là bạn chỉ cần đợi và nhận kết quả visa. Lữ hành Việt Nam hỗ trợ toàn diện, đảm bảo quy trình diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho chuyến đi Thụy Sĩ và cần tư vấn xin visa, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp sẵn sàng hướng dẫn một cách chi tiết, giúp bạn hoàn thiện hồ sơ và tăng tỷ lệ đậu visa. Bạn có thể liên hệ thông qua hotline Lữ hành Việt Nam Hà Nội và miền Bắc 0914 926 198, hoặc Lữ hành Việt Nam Hồ Chí Minh và miền Nam 0936 022 908 để nhận được sự tư vấn tận tâm và dịch vụ visa chuyên nghiệp trọng gói đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị chu đáo cho hành trình khám phá đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp này.